dối trá. Cuộc đời đầy những ghét ganh, đam mê tham lam đã thay đổi con người, gieo bao trái ngang nghiệt ngang. Tìm đâu niềm hạnh phúc đời sơ, tìm đâu lòng nhân ái yêu thương, đem đến cho nhau bao niềm vui, đem đến cho nhau những yêu thương. Cuộc sống giàu sang, cuộc sống lợi danh, như giấc mơ phù du thoáng qua. Hạnh phúc nhỏ bé là tấm lòng yêu thương, mang đến cho đời thêm nhiều niềm vui. Cuộc sống giàu sang, cuộc sống lợi danh, mong manh tựa mây khói. Chỉ có tình yêu thương và tấm lòng bao dung luôn khắc sâu trong tim mọi người. Uống rượu mà ngồi một mình thì chán lắm, không có hứng thú đâu. Phục vụ, cho thêm một chai rượu. Sao cô biết tôi ở đây? Thói quen uống rượu một mình của anh làm sao tôi quên được. Tôi rất vui vì cô vẫn còn quan tâm tới tôi. Sao cô lại uống rượu một mình? Cô không chờ tôi hả? Vào ba ra bảy mà. Tôi tới sau nên chịu phạt. Tôi đâu có làm khó cô. Sao cô phải làm như vậy? Còn tỉnh mà nói chuyện với người sai á thì chán lắm. Tôi uống xong rồi, bây giờ chúng ta có thể tâm sự với nhau được rồi đó. Tôi với cô trở thành đôi bạn tri kỷ từ lúc nào vậy? Tôi mang ơn anh rất nhiều. Tôi không biết lấy gì để đền đáp đây. Tôi với cô á, giàu sinh ra tử đã biết bao nhiêu lần rồi, ơn nghĩa gì ở đây? Thôi, không cần nhắc tới chuyện đó nữa. Chỉ cần biết tôi mang ơn anh là được rồi. Mời. Cô đã bao giờ nghĩ tới việc sẽ ra đầu thú để tìm lại cuộc sống bình thường chưa? Người như chúng ta không có cơ hội đó đâu. Nếu có cơ hội thực sự, cô có đủ can đảm để làm không? Còn tôi không tin vào những điều nhảm nhí đó. Có lẽ bây giờ cô không tin, nhưng biết đâu sau này cơ hội đó sẽ đến với cô thì sao? Tôi không còn lựa chọn.
Tôi chỉ có một con đường duy nhất để đi mà thôi. Cô gặp mặt quỷ trong trường hợp nào? Giọng điệu của anh sao giống cảnh sát điều tra quá vậy? Xin lỗi, tôi không phải là tội phạm của anh. Cô nhạy cảm quá rồi đó. Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi. Tôi với cô có thể chia sẻ với nhau chuyện này mà. Thôi được, tôi sẽ nói cho anh nghe chuyện của tôi, nhưng với một điều kiện. Anh phải cho tôi biết làm cách nào mà mặt quỷ lại tin tưởng anh tới mức như vậy. Bởi vì mặt quỷ không phải là người dễ tiếp cận đâu. Một cuộc trao đổi cũng hay. Vậy cô kể về cô trước đi. Sau khi ba tôi mất, mẹ tôi bước thêm bước nữa với một người đàn ông chẳng ra gì. Mỗi lần ông ta nhậu say là lôi mẹ tôi ra đánh đập. Tôi binh vực cho mẹ tôi cũng bị ông ta đánh. Tội nghiệp cho mẹ tôi, phải làm quần quật từ sáng tới chiều tối để lo cho cả gia đình, trong khi ông ta không làm gì, còn luôn kiếm chuyện gây khó dễ với mẹ của tôi. Rồi một ngày đen tối xảy ra với tôi. Lúc đó tôi đang ngủ trong phòng. Tôi bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt với mẹ tôi. Tôi sống lang thang đầu đường xó chợ. Ai sai gì làm nấy, miễn sao cho tôi cái ăn là được. Rồi đến một ngày, sẽ không ai dám làm hại cô hết.
Cũng may là mặt quỷ có mặt kịp thời để giải cứu. Nếu không, tôi không biết cuộc đời của tôi sẽ ra sao. Mặt quỷ là ân nhân cứu mạng, cũng là người truyền dạy võ công cho tôi. Nhưng nè, nội có nấu nước sâm, con uống đi cho mát. Cảm ơn nội. Gần đây bộ công việc của con bề bộn lắm mà. Sao nội thấy con cứ đi suốt ngày à? À, nội, chờ con giải quyết xong công việc này, con sẽ ở nhà suốt ngày với nội. Con làm gì thì làm, mà phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó nghe không? Dạ. Nội biết con làm trả nợ thay cho thằng Đạt, cực thân cho con quá. Nghĩ tới chuyện này á là nội tức mình thiệt. Thằng Đạt á, nó được ăn học đến nơi đến chốn, vậy mà cư xử giống như mấy đứa vô học à. Nội à, thằng Đạt là đứa hiếu thắng, cứ để cho nó té một lần thật đau rồi nó sẽ thấm thía những việc nó làm. Nội biết con khổ sở vì cái gia đình này. Ngày nào cái chết của ba con chưa được làm sáng tỏ thì ngày đó con ăn không ngon, ngủ không yên nội à. Con phải lấy lại sự công bằng cho ba con. Nếu con không làm được chuyện này thì nội chết cũng không nhắm mắt được đâu. Con đang tìm hiểu mọi chuyện, nhất định con sẽ vạch trần tội ác của kẻ đã hãm hại ba con. Tôi không ngờ cuộc đời cô lại trải qua nhiều đau khổ đến như vậy. Vậy rồi cô còn gặp lại mẹ của mình không? Tôi bỏ nhà đi được gần một năm, mẹ bệnh nặng rồi chết. Sau này tôi có dịp về lại nhà cũ, nhưng căn nhà đó hiện tại đã có người khác dọn tới ở rồi. Còn mẹ tôi đã được hỏa táng, hài cốt của bà ấy được để trong chùa. Chuyện của cô nghe buồn quá. Nếu như ba tôi không bị tên sát nhân đó giết chết thì cuộc đời tôi đâu có ra nông nổi như vậy. Tôi hận hắn, tôi hận luôn cả gia đình hắn. Mặc dù hắn đã chết, nhưng tôi bắt con trai hắn phải trả giá cho những hành động mà hắn đã gây ra. Làm như vậy thì không công bằng. Người nào làm thì người đó trả. Tại sao cô lại bắt con trai của tên sát thủ đó để trả thù? Công bằng hả? Cuộc đời này vốn dĩ là không có công bằng. Tôi là một ví dụ điển hình, anh không thấy hay sao? Theo tôi nghĩ, cuộc sống này
rất công bằng. Nếu như mình hiểu thấu mọi sự việc. Thôi, không nói về vấn đề này nữa. Nói về câu chuyện của anh đi. Anh gặp mặt quỷ như thế nào? Qua vụ đó, mặt quỷ đã nhận tôi làm đệ tử. Và tôi đã theo ông ta đến tận bây giờ. Thì ra là vậy. Nào, mời cô. Anh nghĩ Lão Mộc bị người ta hăm dọa, sợ quá nên đã bỏ trốn. Một thời gian sau, khi mọi chuyện lắng xuống, Lão Mộc sẽ đến tìm em thôi. Em làm liên lụy tới ông Mộc rồi. Em phải để ý đến mẹ của em và Lan. Từ hai người đó, em sẽ lần ra manh mối về Lão Mộc. Em cầu mong mẹ em không hề dính dáng tới chuyện này. Lòng người khó đoán lắm em à. Anh đừng nói như vậy. Dù sao đó cũng là mẹ của em. Em không nghĩ là mẹ em có thể nhẫn tâm như vậy. Anh chỉ suy diễn ra từ câu chuyện của em thôi. Ở đời không ai đoán trước được chuyện gì cả. Nếu như có luật sư Kiên ở đây thì mọi chuyện sẽ không rối rắm như vậy. Kể từ khi chú ấy đi ra nước ngoài, em không liên lạc được với chú ấy. Luật sư Kiên là ai? Chú ấy là bạn thân của ba em. Nhưng mà không hiểu sao người lập di chúc cho ba em đã không phải là luật sư Kiên. Đó là chuyện khiến cho em cảm thấy khó hiểu nhất. Em đã gửi hình ông Mộc và luật sư Kiên cho anh rồi đó. Anh hãy đi tìm những người này giúp cho em đi. Sao em không trực tiếp hỏi mẹ của em? Em không muốn nói về chuyện bản di chúc cùng với mẹ. Em không muốn làm sức mẻ tình cảm của em và mẹ. Cho nên là em mới muốn cùng luật sư Kiên và ông Mộc gặp mặt để hỏi cho ra lẽ. Xong rồi em mới nói với mẹ sao? Em nghĩ gì cũng phải. Em đã kéo anh vào sự nguy hiểm rồi. Sau này anh không cần phải đi với em nữa đâu. Nếu như em coi anh là bạn thì không nên khách sáo như vậy. Anh đã nói với mẹ em là anh sẽ không gặp mặt em nữa. Bộ em đáng ghét như vậy hả?
Mày đi về. Xin lỗi cô, con đến trễ. Cậu không tới trễ, mà là tôi cố ý tới sớm để thưởng thức hương vị cappuccino ở đây thôi. Con nghe mọi người nói là cappuccino ở đây rất ngon, nhưng con vẫn chưa được thử lần nào. Cappuccino là nét đặc trưng cho văn hóa ẩm thực của người Ý. Họ dùng trong suốt buổi sáng hoặc dành riêng trong ngày như một món riêng biệt. Nghe cậu nói hay quá, con cũng muốn thưởng thức một ly xem sao. Tôi đã gọi sẵn một món cho cậu rồi. Tôi muốn cậu có ấn tượng đặc biệt về buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đây là thành ý của con, cô nhận cho con vui. Cậu khôn khéo không thua gì ba cậu, đúng là con nhà Tông mà. Cảm ơn cô. Hôm qua ba con có gặp cô ở buổi tiệc đó. Ông ấy nói là cô là một người thành đạt và tài sắc vẹn toàn. May mắn cho người đàn ông nào được làm chồng của cô. Nhưng mà ba Đông Vi lại mất sớm. Cô lại mang tiếng là hồng nhan bạc phận. Cảm ơn lời khen của ba cậu, nhưng cậu nói với ba cậu là đừng tâng bốc tôi như vậy. Tôi không xứng đáng với những lời hoa mỹ đó đâu. À, mà cô nè, hôm nay cô hẹn con có gì không? Tôi muốn tác hợp tình cảm giữa cậu và Đông Vi, cậu thấy sao? Dạ, con rất vui được sự đồng ý của cô. Nhưng Đông Vi đã từ chối lời cầu hôn của con. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Đông Vi là đứa con gái ngoan, tôi nói gì nó cũng nghe theo. Nhưng không biết cậu Đức đây có yêu thương con gái tôi thật lòng hay không thôi. Dạ con xin thề, con thề là con sẽ yêu Đông Vi trọn đời trọn kiếp. Nếu không có Đông Vi, cuộc sống của con coi như không có ý nghĩa. Con thề. Tôi tin những lời cậu vừa nói. Dạ con cảm ơn cô. Nhưng trước tiên tôi có một yêu cầu. Cô cứ nói, cô yêu cầu gì con cũng làm hết, miễn con cưới được Đông Vi.
À, vậy hả? Vậy á thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Ừ, thôi vậy nha, có gì á liên lạc sau. Ừ. Sự cố sập sàn vừa rồi á không ảnh hưởng đến quyết định mua bán của mọi người. Trong tuần này có khả năng ACB sẽ tăng thêm 100 điểm, vượt qua mốc 800 điểm. Trong thời gian tới, tôi sẽ dốc hết tiền của mình mua cổ phiếu của ACB. Em đừng quá liều lĩnh. Trong khi người ta ào ào bán ra, còn em thì lại mua vào. Đây là giai đoạn tăng trưởng nóng, rất thích hợp cho tôi lướt sóng tham gia vào thị trường. Cũng may là vết thương chỉ trúng phần mềm nên không có gì nghiêm trọng. Tôi rất khâm phục sự gan dạ của cô. Anh Nhân, có một người bạn gái tốt như cô, tôi thành thật chúc mừng anh. Cảm ơn bác sĩ. Người ta nói mất nhiều máu, ăn nhiều thịt bò thì sẽ mau lại sức. Tôi cứ mua phở bò cho cô nè. Tôi nói gì có đúng không bác sĩ? Người bệnh phải được chăm sóc chu đáo, đó là điều hiển nhiên rồi. Thôi tôi ra ngoài nha, còn nhiều bệnh nhân đang chờ tôi lắm. Gặp hai người sau. Em đói rồi. Anh đỡ em nha. Anh nói sao? Bà của Thiện Nhân cũng là nạn nhân trong vụ án của ba tôi sao? Không, thiệt là vô lý, tôi không tin. Hận thù đã làm cho cô mù quáng mất rồi. Cô có biết ba của Thiện Nhân chết như thế nào hay không? Ông ấy bị người ta vu oan phải vào tù và bị đánh chết ở trong tù. Làm cách nào anh biết được ba của Thiện Nhân bị vu oan? Cô cũng thừa biết tôi là một người rất giỏi về thu thập thông tin mà. Trời ơi, vậy là bấy lâu nay tôi đi quán trách người vô tội. Chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi hại chết người ta rồi. Không được, tôi phải tới bệnh viện gặp Thiện Nhân để nói cho anh ấy rõ mọi chuyện. Cô bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Tôi quá hồ đồ mà không điều tra rõ sự việc, lại đi quán trách người vô tội. Trong khi tên sát nhân thì vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi không để yên chuyện này đâu. Nhất định tôi sẽ phải điều tra rõ cái chết của ba tôi. Sai lầm ai mà không mắc phải chứ. Cô phải bình tĩnh, đừng quá bi quan như vậy. Vì thằng này mà em coi thường mạng sống của mình sao? Chuyện của tôi liên quan gì tới anh đâu.
Em đi về với anh. Nè. Ở đây là bệnh viện, cậu không được làm bậy đâu. Thôi anh đi về đi. Tự nhiên anh lấy cái quyền gì anh vô đây anh kêu tôi đi về với anh. Có bao giờ anh mắc phải sai lầm chứ? Tôi đã mắc phải một sai lầm rất lớn, nhưng tôi cam tâm tình nguyện gây ra sai lầm đó cho chính mình. Sai lầm của anh là không bắt tôi đúng không? Cô đã biết tôi là ai rồi sao? Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói chuyện này cho mặt quỷ biết đâu. Nhưng mà anh phải cẩn thận, mặt quỷ là một kẻ rất nham hiểm, trước sau gì hắn cũng biết được thân phận của anh thôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn với hắn. Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi cô. Có phải cô ra tay bắn phá điên phải không? Người bắn phá điên chính là mặt quỷ. Hắn muốn đánh lạc hướng công an điều tra. Thì ra viên đạn trong người của phá điên được bắn ra từ khẩu súng của mặt quỷ. Tôi đã đoán không sai. Tôi có một lời khẩn cầu. Anh hãy để cho tôi tìm ra được kẻ giết chết ba tôi. Lúc đó tôi sẽ đi đầu thú. Tôi nghĩ cái chết của ba cô, mặt quỷ là người biết rõ hơn ai hết. Alo. Dạ em nghe. Tao tới rồi, mày đâu vậy? Anh tới rồi hả? Để em chút. Dạ anh hai. Em đợi anh hai nãy giờ. Vô đi anh hai. Bữa nay mày gọi tao tới đây có chuyện gấp lắm hả? Dạ có chuyện. Anh hai vô trỏng trước đi, rồi mình sẽ nói chuyện. Dạ mời anh hai. Cuối cùng thì cậu cũng tới. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi anh hai. Nè, kiếm cô gái nào đẹp nhất ở đây ra phục vụ thằng em của anh. Dạ. Khỏi cần. Anh gọi tôi tới đây có chuyện gì? Anh Sơn đây, anh tốt bụng lắm.
Không ấy anh về làm việc cho ảnh. Anh mà về làm tương lai anh sáng lạng lắm. Ở đây không phải chuyện của mày. Nào, chúng ta uống mừng cuộc hội ngộ này. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Anh muốn cậu về làm việc với anh. Cậu thấy sao? Ý anh là sao? Anh Hai nè, ý của anh Sơn là muốn anh hất cẳng thằng Nhân đi rồi về làm việc cho ảnh đó. Tao đã nói đây không phải là chuyện của mày. Mày câm mỏ chó mày lại. Nó nói thay lời cho anh. Cậu thấy thế nào? Về làm việc cho anh, cậu muốn cái gì được nấy. Anh biết tôi muốn cái gì sao? Điều tôi muốn là không bao giờ tôi phản bạn tôi. Anh nghe rõ chưa? Còn mày, đừng bao giờ kêu tao là anh hai của mày nữa. Và đừng bao giờ để tao thấy cái bản mặt mày nữa. Mày nghe rõ chưa? Mẹ. À, con. Nè, ngồi xuống đây đi. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Vì tình yêu mà con liều mạng vậy sao? Con gái của mẹ khờ quá. Mẹ không chấp nhận con với thằng Nhân qua lại với nhau. Chấm dứt đi. Con xin mẹ, để cho con tự quyết định cuộc đời của con. Anh Nhân là một người tốt, và con sẽ không lấy bất cứ ai ngoài anh ấy. Con hãy đem Thiện Nhân và Thiên Đức lên bàn cân, con sẽ thấy bên nào nặng bên nào nhẹ. Tình yêu đâu phải là một món hàng gì đâu mà đặt lên cân hả mẹ? Con nghĩ mẹ chẳng biết gì về tình yêu hết. Nói tới nói lui, con vẫn cương quyết quen thằng Nhân đúng không? Mẹ biết trước thế nào con cũng từ chối, bởi vì thằng đó bỏ bùa con rồi. Mẹ nói có đúng không? Tình yêu là do con tự quyết định. Cho dù bây giờ mẹ có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được quyết định của con đâu. Vì tình yêu mà con bất chấp tất cả, ngay cả mạng sống con cũng không màng nữa. Bây giờ dù mẹ có nói gì cũng bằng thừa. Con sẽ chiều lòng mẹ trong bất cứ chuyện gì, nhưng mà riêng chuyện tình cảm của con xin mẹ cho con tự quyết định. Thằng Nhân, nó có rất nhiều kẻ thù dây quanh. Nếu con làm vợ nó, con sẽ tự rước họa vào thân đó. Anh Nhân là người hiền lành, không gây thù oán với ai hết. Tại sao lại có người muốn hãm hại anh ấy? Con quen thằng Nhân được bao lâu? Con hiểu rõ con người của nó chưa? Mẹ nói cho con biết, nó đã từng vô tù ra tội. Bản chất lưu manh của nó che đậy khéo léo, con không biết đó thôi. Anh Nhân không phải là người như vậy. Cho dù anh ấy có vào tù đi nữa, đó cũng chỉ là quá khứ thôi, con sẽ không quan tâm đâu. Con biết tính mẹ mà. Một khi mẹ không thích người nào thì mẹ sẽ triệt người đó tới cùng. Nếu con chọn thằng Nhân, mẹ sẽ không đảm bảo tính mạng của nó đâu. Mẹ có phải là mẹ của con hay không vậy? Sao con thấy trong lòng con bất an quá, không thể tin được.
những lời đó vừa thốt ra từ miệng của mẹ. Mẹ rất ghét những người nào phá gia can của mẹ. Thằng Nhân đã cướp con trong tay mẹ, mẹ hận nó. Anh Nhân không phải cướp con, chính con là người tự nguyện yêu thương anh ấy mà. Con dẹp bỏ tình yêu dớ dẫn đó đi. Con phải làm vợ Thiên Đức, không được cãi lời mẹ. Mẹ, mẹ thật sự là quá đáng lắm. Tôi sẽ cho các người thấy giá trị lời nói của tôi như thế nào. Dạ cho em gửi à. Cảm ơn. Dạ mời anh. Dạ em gửi anh. Cho anh đậu hũ chiên salad. Dạ. Và một dĩa cơm chiên. Dạ anh chờ chút ạ. Chào cậu. Mời cậu. Chào ông. Mời ngồi. Nói cho tôi biết đi, có phải cậu đang theo dõi tôi không? Ông làm việc gì mà ám hay sao mà sợ người khác theo dõi mình? Nếu như anh Nhân ảnh thương con thì anh sẽ đến với con thật lòng. Nè, vô chút mà bà. Xuống xe đi. Trong xe, trong xe có bom kìa. Xuống đi. Xuống xe. Chạy xuống xe, nhanh lên. Như giấc mơ phù du thoáng qua, hạnh phúc nhỏ bé là tấm lòng yêu thương mang đến cho đời thêm nhiều niềm vui. Cuộc sống giàu sang, cuộc sống lợi danh, mong manh tựa mây khói. Chỉ có tình yêu thương và tấm lòng bao dung luôn khắc sâu